vợ chồng còn trẻ cố gắng bồi dưỡng cái hạnh phúc gia đình, cố gắng gắn bồi dưỡng cái hạnh phúc gia đình. Vợ chồng còn trẻ đừng có một người làm ở hướng đông, người làm hướng tây. Dù làm gì làm, rảnh rỗi thời gian phải về nhà ăn cơm ở nhà. Thà kiếm tiền ít mà vợ chồng được ngồi ăn cơm với nhau để nó bồi dưỡng tình cảm gia đình cả đời, trước nhất là thấy hạnh phúc rồi. Còn giảng sanh hay không giảng sanh thì cái chuyện này không nói với cái lớp này, đúng không? Đó. Bây giờ vì kiếm tiền cho nhiều, nhưng mà vợ chồng có khi không ăn cơm được buổi cơm nào của gia đình. Vậy thì vì kiếm tiền về có khi nó mất tình cảm gia đình rồi sao? Tiền nhiều nhưng mà vợ mình nó đi lang thang tối ngày, nó đi đầu này đầu kia, nó buồn quá, nó đi đầu này đầu nọ tứ tung lang tang. Nó mà đi không đúng chỗ có ngày nó dính cái thằng khác. Mình kiếm tiền nhiều quá chàng luôn mà cuối cùng vợ mình nó đi theo thằng khác. Thì thấy tiêu không? Có tiền mà không có hạnh phúc. Thà tiền ít. Nên cái công việc gì á mình làm á mà kiếm được tiền nhiều mà cứ xa vợ xa chồng hoài, nghỉ làm. Làm việc kiếm tiền ít. 100% với quý vị, những đức học Phật, những đức tin, tin số mệnh, chắc chắn quý vị luôn. Có những người quý vị dù có cố gắng đi chăng nữa, quý vị vẫn là nghèo, vẫn là không bao giờ cầm được tiền đâu, chắc chắn quý vị luôn. Có cố gắng cũng không được nữa. Nhưng mà quý vị cố gắng sống vui, sống tốt, sống khỏe. Sống vui thì là sống tốt à, sống khỏe à. Đây là tăng phước nè. Quý vị biết rằng ba mẹ những đức cả đời rất là cực, nhưng ông bà cả đời rất là nghèo. Mà không phải riêng ba mẹ những đức mà bao nhiêu người làm cha làm mẹ cả đời rất cực nhưng cũng cả đời rất nghèo. Có không quý vị? Rồi quý vị thấy có những người mà họ rất khá giả nhưng cả đời cũng rất khổ, có không? Đó. Vì sao quý vị biết không? Họ thiệt thòi hơn quý vị, họ không tiếp nhận được Phật Pháp. Chỉ có đúng ngay chỗ họ không biết tiếp nhận Phật Pháp. Những đức nói đây là 100% cho quý vị nghe. Nếu như một công việc gì mà cảm thấy nó phân tách gia đình của mình ra, mà không có được thời gian được vợ chồng gần bên nhau, ngồi ăn cơm chung, con cái được dạy đàng hoàng, thà quý vị không làm việc này mà quý vị giữ cái gia đình quý vị đi. Khi cái gia đình quý vị giữ được thì nó đặc biệt lắm. Vì sao? Gia hòa vạn sự hưng. Gia đình mà hạnh phúc là nó hưng liền à. Tại vì nó hạnh phúc, nó được dạy đàng hoàng nên làm ít tiền nhưng mà không có phá. Còn cái gia đình mà nó không được dạy đàng hoàng đó quý vị, thì cái gia đình này người làm hai người phá, hai người làm một người phá. Vì nó đâu có được dạy nghiêm túc nên nó phá hoại quý vị. Nên chúng ta đặc biệt nhất là gì? Người lớn trong nhà là cha mẹ hoặc là vợ chồng. Phải gầy dựng cái đầu não này cho hạnh phúc. Phải gầy dựng cái đầu não này cho hạnh phúc nghe. Dù là có tiền bạc giàu sang thì vẫn sống đơn giản bình dị và bồi dưỡng hạnh phúc là chính. Khi lỡ nghèo đi thì cũng phải tiếp tục bồi dưỡng hạnh phúc. Nghèo nhưng mà hạnh phúc, ngồi với nhau ăn buổi cơm cũng thấy vui nữa. Cách nay 3 ngày Nhà Đức gặp một cái cô, có nói Nghĩa đến câu này nè: thầy ơi, lúc trước hai vợ chồng làm ăn được á thầy, công lưng lo làm kiếm tiền, sau này làm ăn thất thoát á thầy, không có lên được, rồi thiếu nợ, bây giờ hai vợ chồng quýnh lộn tối ngày. Thì Như Đức hỏi cổ, Như Đức nói: vậy lúc có tiền cũng không hạnh phúc, bây giờ lúc hết tiền cũng không hạnh phúc, vậy thì chúng ta đi tìm cái gì? Cổ im gu. Những đức nói: chúng ta đi tìm cái không trong cuộc đời. Đi tìm cái không trong cuộc đời có nghĩa là cái có trước mắt đó đó mà không chịu gầy dựng đâu, hiểu không? Cái có trước mắt đó đó là làm một tấm gương của cặp vợ chồng hạnh phúc. Bây giờ hai vợ chồng á, một người bận cái áo này đi ra đường thấy nó cũng hạnh phúc. Hai vợ chồng còn trẻ đó, mua đồ áo thun là mua một cặp giống hệt,
Màu xanh là cặp màu xanh, cặp màu đỏ là cặp màu đỏ, màu vàng là cặp màu vàng, màu trắng là cặp màu trắng, cứ cặp 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 vậy. Cứ đi đâu bận một cặp vậy đó. Nó làm cho vợ chồng còn trẻ lúc nào cũng cảm thấy rằng là vợ chồng thương nhau. Nó giữ được cái tình cảm ban đầu mà mới yêu. Hiểu không? Đó. Quý vị thấy quý vị đi lễ tình nhân quý vị thấy không? Có nhiều cặp tình nhân nó may một hai cái áo giống hệt nhau nó đi lễ tình nhân đó. Tại sao bây giờ vợ chồng rồi lâu lâu mình đi mình không bận bộ đồ giống nhau? Bước ra ngoài cái người ta ngưỡng mộ cặp vợ chồng quý vị. Tại đây là cái lớp học giáo dục nhân sinh quý vị. Hiểu không? Nó khác hoàn toàn cái lớp niệm Phật giảng sanh của chúng ta. Đó, nên quý vị nghe rất rõ ràng nghe. Nhưng mà trong Phật pháp nếu không dạy hạnh phúc gia đình như vậy người ta sẽ dẹp Phật pháp đó. Nếu trong cái thời cuộc Phật pháp này mà nếu quý vị dạy người ta đều cạo đầu đi tu giải thoát hết trơn là coi chừng người ta không chấp nhận Phật pháp đó nha quý vị. Nên Phật pháp phải dạy người ta gia đình phải hạnh phúc thì người ta thấy Phật pháp hay. Tại vì sống hạnh phúc cả đời quý vị ngồi suy nghĩ cái hạnh phúc ở trong cõi đời này nó có giữ hoài được không? Dù có thương yêu nhau cỡ nào nhưng nó có giữ hoài được không? Biết rằng nó không giữ hoài được. Nhưng trong cái giây phút thời gian cuộc đời ở cõi đời này chúng ta cũng phải thể hiện mình là người học đạo hạnh phúc. Đúng không? Có nghĩa chúng ta sống trong một cái giả tạm của cuộc đời nhưng chúng ta hãy cho nó là những giây phút mà chúng ta phải thể hiện cho người ta thấy mình sống vui, sống tốt để cho nhiều người nhìn đó mà học theo mình. Chứ đâu phải là sống tạm bợ trong cuộc đời mà mỗi ngày âu sầu hướng về cực lạc. Hướng về cực lạc mà âu sầu thì những đức nghĩ quý vị đi đến cực khổ quá chứ không có đến cực lạc đâu. Hiểu không? Cái câu A Di Đà Phật này niệm Phật cầu sanh cực lạc không phải để cho quý vị tiêu cực nghĩ cực lạc đâu, mà là quý vị phải tích cực nghĩ cực lạc á, là quý vị mới sanh cực lạc. Phải tích cực. Là tích cực làm sao? Mình thường vui á quý vị, thường vui, thường có nụ cười quý vị à. Hiểu không? Bây giờ quý vị ở nhà bị tu nhiều tu ít tu sao không biết. Nhưng mà cái đặc biệt của quý vị tu làm sao mà càng tu vì càng thấy thoải mái. Ví dụ như giờ hai vợ chồng cùng tu chung đi, chồng của mình tu yếu hơn mình, ổng lễ Phật được có nửa tiếng à, thì bản thân mình nói tôi lễ theo ông nửa tiếng luôn. Chứ mình đừng có nói ông lễ nửa tiếng, ông lễ bên kia đi, tôi lễ 1 tiếng, tôi vô trong kia tôi lễ. Mình á phải nâng cái người tu yếu lên. Không phải tu nhiều tu ít gì đâu, mà hiểu tu hay không mới là quan trọng. Hiểu tu hay không mới là quan trọng nghe. Ví dụ như giờ chồng mình ổng lễ Phật có nửa tiếng thì bản thân mình làm vợ mình đi lễ Phật với ổng nửa tiếng. Tại vì sao? Ổng là chồng mình. Còn nếu như mình là chồng mình lễ Phật được 1 tiếng mà vợ mình lễ có nửa tiếng, nếu mình để cho vợ mình lễ nửa tiếng biết đâu nó rớt tài sao. Nên chúng ta cùng lễ với nó cho hai vợ chồng cùng lễ Phật vui vẻ. Vậy thì quá hay quý vị. Đúng không? Đó, quý vị tu vậy đó, quý vị mới là người biết tu đó quý vị. Rồi thêm cái nữa, quý vị càng tu thì quý vị lại càng cười nhiều. Cái mặt cứ cười cười hoài vậy đó. Đó. Lúc trước mình không có tu, mình chưa tu hết trơn, mình cái mặt mình nó đi đâu mặt cứ làm lãnh đạo đối với coi quản lý một số khâu làm việc á, bước vô cái phanh tay sau lưng đi. Nhân viên nó ghét chết mồ luôn. Hiểu chưa? Bây giờ mình học Phật rồi, tự nhiên mình bước đến cái là chào mấy em, chào anh, mặt mình tươi rói, người ta gặp mình là ta kết mình liền. Hiểu không? Thì bắt đầu người ta hỏi, ủa lúc này sao ship mình ngộ ha, lúc trước cái mặt ông nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt, mà giờ sao ship mình ông cười tối ngày ta. Cái trong đó nhân viên nói câu, ship mình lúc này niệm Phật. Ship mình niệm Phật.
Xong lúc đó nhân viên nó chắc mình cũng phải đi niệm Phật theo ship quá. Thấy rõ ràng không? Trong Phật pháp nó có thể cải tạo số mệnh không quý vị? Cải tạo rõ ràng luôn. Bây giờ tất cả các bé nhỏ đây nghe các con, các con chỉ cần tu phước duyên cho tốt đi, sau này cuộc đời các con chắc chắn thịnh vượng. Mà phước duyên tu ngay cái chỗ nào? Hiếu với cha mẹ. Bây giờ mình nói con cháu hiếu với cha mẹ, nó không biết hiếu với cha mẹ là sao luôn. Nghe vậy thôi chứ không biết nói hiếu với cha mẹ là sao. Bây giờ làm sao? Ví dụ như lúc trước mình chưa nghe thầy dạy thì cha mẹ chỉ cần mà ví dụ như mình cầm chiếc điện thoại bấm 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 bấm, mẹ kêu con ơi mén ơi vô ăn cơm đi mén, dạ mén vô ăn cơm ba mẹ chờ nè, dạ mén ơi mén cha mẹ đỡ nè con, kêu hoài đó là gì? Bất hiếu. Các con thấy vậy đúng hay sai? Giờ lúc mà chưa được nghe thầy dạy á, cha mẹ chỉ cần nói cái gì hoặc xin cha mẹ cái gì không được, cha mẹ nói không cho là các con dậm chân các con, vậy đúng hay sai? Dậm chân rồi mà cái mặt gì nè, đẹp không? Con gái mà vậy đẹp không các con? Đó. Bây giờ xin cha mẹ không cho là thôi. Các con đừng có dậm chân, đừng có cự lại. Đó cũng là một hành động được giáo dục rồi đó, hiểu không? Rồi mình nói chuyện với cha mẹ, mình dạ thưa đàng hoàng, mình lễ phép, đó là hiếu đó các con. Rồi cha mẹ mình đang tiếp cô chú nào đó thì mình đi học về, mình phanh tay, mình chào cô chú một cái, đó là các con có hành động hiếu đó. Vì cha mẹ các con sẽ nở mặt nở mày với người ta, vì người ta khen cha mẹ các con có giáo dục các con, nên cha mẹ các con vui. Cha mẹ mình vui là mình hiếu rồi. Rồi thí dụ như bây giờ nhà mình thì nghèo, nhà nhóm bạn kia giàu, ba mẹ nó mua cái này kia cho nó, còn nhà mình nghèo. Nhà mình nghèo mình phải biết thân phận nhà mình nghèo chứ. Bây giờ mình nghèo mình đi về mình kêu cha mẹ mình phải mua cái đồ đó cho mình, bộ mình không thương cha mẹ mình sao? Bản thân mình phải biết nhà mình sao chứ. Mình chỉ biết đòi quà mà mình không biết cha mẹ mình nghèo. Cái đứa bé mà biết chuyện đó, nhìn cha mẹ mình lam lũ cực khổ cả ngày mà ba mình bằng cái quần rách, mẹ mình bằng cái áo nhăn nheo, nhìn cái hoàn cảnh gia đình là mình hiểu liền. Nên tuyệt đối không bao giờ mình đòi quà sinh nhật. Cha mẹ muốn mua cái gì cho mình nói thôi được rồi ba mẹ con còn đồ bẩn rồi. Còn cha mẹ mà lâu lâu dẫn mình vô siêu thị mua cái gì, mình luôn luôn chọn cái món đồ rẻ nhất mà mua, vì mình biết cha mẹ mình nghèo, hiểu không? Đó. Các con mà đứa bé như vậy là một đứa bé hiểu chuyện, nghe chưa? Đứa bé rất hiểu chuyện. Sau này cái đứa bé này là cực kỳ giỏi luôn. Đứa bé này là sau này là một đứa bé thành đạt, chắc chắn là thành đạt luôn. Các coi khuyên, các con coi khuyên, các con coi chuyện thì con thấy rõ ràng không? Cái đứa bé nhà nghèo mà nó biết thân phận, đứa bé đó toàn là được mấy thằng trai công tử thương không? Mấy thằng nhà giàu nhìn thương không? Lạ chưa? Còn mấy cái đứa giàu mà chảnh chẻ ba lá hẹ có khi bị bỏ rơi te tu, nó thương mà nó bỏ. Nhưng mà mấy cái đứa nghèo mà biết thân phận đàng hoàng lễ phép, thương là mấy thằng nhà giàu nó để ý nó thương nghe. Mà nó đeo theo, trời nó đeo theo như đĩa, mà thấy chưa? Hiểu không? Nó nên mấy nhỏ gái nghe rất rõ ràng nghe. Hôm nay bận áo đẹp quá chàng mà. Ngàn ba trăm cái mà không biết đủ không á, không đủ hả? Cái cõi này là cái cõi không có đủ, thì bao nhiêu nó cũng có đủ hết trơn, nó lạ lắm. Thôi chúng ta chỉ cần nhìn người ta bận cái áo đẹp thôi, bản thân mình cảm thấy mừng giùm cho người ta là mình đã có cái áo rồi đó, hiểu không? Cái lọc trong chùa là ai được nhận rồi mà mình mà không có là mình mừng giùm cho người ta là mình đã có cái lọc rồi, quý vị à. Lộc là gì? Lộc là hoan hỷ vui vẻ, lộc là cảm ơn, lộc là thấy rằng bản thân mình khi thấy người ta được mình mừng, đó là lộc. Cái lộc này là gọi là lộc phước đức, lộc phước đức, quý vị chưa?
Đó. Thí dụ như bây giờ đi, năm nay bạn này học giỏi hơn mình, mình mừng giùm cho bạn này, đó là các con là người thành đạt. Còn bây giờ năm nay các con học thua người ta có một điểm thôi, mà trong lòng các con cảm thấy tức giận lên là các con là người thất bại. Vì sao? Thường là những đứa bé mà có tâm ganh tị với người khác giỏi hơn mình, đa phần đứa bé này không bao giờ thành đạt sự nghiệp lớn trong cuộc đời, chắc chắn luôn. Đúng không? Ví dụ như mình làm chị, gia đình mình có hai đứa em nữa. Cha mẹ nghèo quá, mua một món quà nho nhỏ, một cái bánh gì mình cũng ăn, nhưng mà mình ăn có chút xíu để cho hai em mình nhiều, chứ mình không ăn thì hai em ăn không được. Mình phải ăn một chút nhưng mà để cho hai em nhiều. Từ cái tấm lòng đó là các con là người hiểu biết. Mình nhà giàu có điều kiện ăn uống đầy đủ, mình lỡ nhà người ta thấy nhà người ta dọn đồ ăn lên nhà, dọn ít xịt đồ ăn, thật sự mình muốn ăn lắm nhưng mà sợ mình ăn hết đồ ăn của người ta, nên mình cũng ăn mà mình muốn nước mình húp rộp. Nhưng mà thật sự không có bao nhiêu, mình bưng nguyên cái chén rồi mình húp rộp. Tại vì cái cách đối nhân xử thế đó các con nhớ nè, sau này các con có học được cái giáo dục giỏi cỡ nào, cái khéo léo cỡ nào, thấy không, các con có quy tắc cỡ nào, nhưng khi các con đi đến một cái ngôi nhà không có quy tắc bê tha thì các con đừng có dùng cái quy tắc đó vô cái ngôi nhà đó, mà các con nên na ná giống họ nhưng mình không dính họ, thì các con mới là người thật sự giỏi, giỏi lắm. Còn mình nghèo, mình không có được đi lỡ cái chỗ mà cao sang, mình ăn uống, nhưng mà một ngày nào tự nhiên mình có cái duyên đi đến lại cái chỗ cao sang ăn uống, thì chúng ta khoan hãy ăn liền, mà chúng ta hãy để người ta ăn trước để mình ăn giống người ta, chứ đừng có thấy người ta thuốc mình, ta gấp ớt li liệu mình cũng gấp ớt nữa, thôi chịu thua, hiểu không? Mà các con phải từ tốn, thấy không? Còn cái gì các con không hiểu thì các con hỏi người ta. Thí dụ như mình ở dưới quê rồi mình ít bao giờ mình lên thang máy đồ này kia, mình vô thang máy mình không biết bấm làm sao thì mình nói mấy cô bấm giùm con đi, vô thang máy bấm làm sao cô chỉ giùm con đi, mình hỏi người ta. Mình không biết mình hỏi người ta không có cười, còn hơn là không biết mà làm thầy hay người ta mới ghét. Không biết thì hỏi thôi à. Nên thí dụ như mình nghèo mình ít bao giờ được trang điểm, một ngày nào mình đi lỡ cái chỗ trang điểm này kia đồ được trang điểm đi, mình nói em hồi xưa giờ em chưa có bao giờ được trang điểm đâu, nên em bây giờ mà trang điểm như chị em làm có được, chị trang điểm giùm em đi. Mình nói một câu đó người ta trang điểm giùm mình. Còn mình đã không biết trang điểm mà mình đi trang điểm còn hơn là thằng hài, thằng hề nữa. Thì thôi tèm lem tuốt nhuốt nhìn như bà bóng như thôi, chịu thua. Hiểu không? Cái người như vậy người ta không có nói mình quê mùa, mà người ta nói mình là con người khéo léo biết sống, biết gần gũi mọi người. Hiểu không? Đừng có làm thầy hay. Đó. Các con biết vì sao mà những đứa dạy các con cái điều này không? Vì chính bản thân những đứa ngày xưa nghèo mà ưa xạo, giống như nghèo mà muốn ra vẻ mình giàu, ra vẻ mình nãy kia không à. Bây giờ những đứa đi tu, những đứa nhìn được những đứa ngày xưa vậy đó, ra vẻ nhưng nghèo à. Thôi hiểu rồi, bây giờ mình dạy các cháu lại. Các con nó chân thật vậy mà tao quý trọng các con, nó đừng có ra vẻ gì chân ha, hiểu không? Nó nên cái lối sống đó nó chuyển đổi số mệnh các con tốt đẹp dữ lắm đó các con. Nó con người sống trong cuộc đời này cần phải được tiếp nhận giáo dục, nên những điều những đức chia sẻ đặc biệt nhất là những cặp vợ chồng mà đi đến đây đó phải bồi dưỡng hạnh phúc của gia đình, đây là cái quan trọng. Vì đừng bao giờ nghĩ rằng nghe bây giờ làm ra tiền cho nhiều để mai mốt có tiền rồi lúc đó hạnh phúc. Sai. Có tiền rồi nó sẽ không lấy là hạnh phúc đâu bạn ơi. Vì hạnh phúc nó đã vượt khỏi tầm tay bạn lâu quá rồi. Bây giờ bạn bồi dưỡng hạnh phúc lại thấy nó xa lạ lắm. Hạnh phúc là mỗi ngày cần phải bồi dưỡng, giống như niệm Phật mỗi ngày cần phải được nhắc nhở. Hiểu không? Nó nên hạnh phúc cần phải bồi dưỡng mỗi ngày đó, chứ không phải là xa quá đâu. Giết coi chừng hạnh phúc ra khỏi tầm tay chúng ta, khi chúng ta muốn lấy lại hạnh phúc đó không có được đâu. Nó giống như bây giờ mình xa vợ xa chồng quá, lỡ vợ chồng mình á có người khác một cái giống như ly nước đã đổ rồi, bây giờ muốn hốt lại như ngày xưa không có được đâu.
Thà chúng ta thường nhắc nhau để ly nước này đừng có bị nghiêng ngả, đừng có đổ. Hãy bồi dưỡng nó. Nhất là vợ chồng còn trẻ, đừng có bỏ vợ mình hoài, coi chừng nó buồn quá, nó đi kiếm thằng khác chết mồ. Nhưng mà người nào đi về chùa mình thì cũng không đến nỗi vậy đâu quý vị, gì được dạy hết rồi. Hiểu nhân quả không có sao, nhưng mà mình phải lo trước những việc mà nó đến. Ta nói người biết lo xa thì không có khổ gằn. Đừng có cho rằng người ta là vợ mình rồi là chắc ăn rồi, không bao giờ nó bỏ mình, có bỏ mình nó nghe. Đừng có nói chuyện giận chơi. Như mình là người đàn ông mà mình không có vui, mình cứng ngắc cứng còng mà. Nghề nào đi chăng nữa hãy áp dụng trong lúc đó, chứ đừng có áp dụng với vợ con cái nghề đó. Ví dụ như mình làm trưởng bác sĩ đi, bây giờ bác sĩ tưởng đâu là mình nghiêm đến chi à, cho bệnh nhân sợ hả? Bác sĩ thì ta nói như mẹ hiền, phải dịu dàng, phải thương yêu, phải nói chuyện vui vẻ để mà chích mũi thuốc cho nó hết bệnh. Mình bác sĩ mà mặt kênh kênh lỡ mà nói này, dạch cái mông ra cho bác sĩ chích mũi thuốc cho con, nó khóc hu hu chích sao nó hết. Nên làm bác sĩ lúc nào trong túi cũng có kẹo hết trơn á. Lựa cái loại kẹo gì mà ăn không nóng nảy, có một cục kẹo. Lợn nè con, bác sĩ cho con cục kẹo nè con ngoan nghe. Rồi nó cảm tình với mình chích thuốc nó một cái, rồi ngon lành. Hiểu không? Nó ví dụ như giờ mình làm chồng đi, mình đi làm về đi, trong túi mình lúc nào cũng có một hai cục kẹo. Mình vừa về tới nhà mình lột cái cục kẹo ra, mình nói em, mở miệng ra, bon. Có một cục kẹo thôi mà làm cho người vợ vui vẻ, vậy thấy chưa? Đó, một chút ăn tình nho nhỏ đó, đừng có xem thường nghe chưa? Nó là bồi dưỡng hạnh phúc gia đình đó. Một cái tình thương đâu phải người ta đòi hỏi gì quá đáng, nhưng mà một cái sự quan tâm người ta dù là nho nhỏ, nó cũng trở thành lớn lao đối với người ta khi người ta nghĩ đến mình. Hiểu không? Đó. Nó ông thầy sao không hiểu biết nhiều quá chàng người ta. Vì ngày xưa tôi ngoài đời mà. Đúng không? Ở đây rất là nhiều cặp vợ chồng nè, hoặc là vợ hoặc là chồng ngồi đây nè. Nên những đứa nói cái lớp học này vợ chồng mà không đến, đúng là vợ chồng đó quá thiệt thòi. Quá thiệt thòi, nói thiệt á. Nhiều người ta ngồi quý vị, ta nghĩ rằng là bây giờ họ ta phải tu nhiều thêm chút, chưa chắc. Trong cái làm việc, trong cái tu hành đều phải biết và hiểu. Khi hiểu rồi làm ít mà đậu nhiều, không hiểu thì làm nhiều không được bao nhiêu, chắc chắn quý vị luôn. Xin thưa quý vị, những đức từ khi đi tu tới bây giờ 16 năm trời thờ khóa tu, những đức chỉ đúng được một thời buổi sáng, tới bây giờ cũng chẳng như vậy luôn. 16 năm hồi lúc trước lên được thờ buổi chiều được một năm, rồi khi số lượng chùa càng ngày càng đông lên, tại vì đức chia công việc như đức ra luôn buổi chiều cho tất cả các điểm chùa luôn, thì những đức chỉ còn đúng một thờ buổi sáng. Mà thờ buổi sáng những đức bây giờ chỉ được đúng 5 buổi sáng, còn 2 buổi thứ bảy và chủ nhật hoàn toàn giảng pháp, không có lên tù. Nhưng mà những đức biết bồi dưỡng là đi đứng nằm ngồi, những đức niệm Phật, quý vị thấy những đức có vui không? Mà quý vị thấy những đức tu, quý vị muốn tu theo không? Được rồi. Đó. Nói đây không phải là quý vị tu một thờ đi, nhưng mà quý vị có thời gian để đi tu hai thờ cho nó tốt. Do những đức công việc, những đức đã thế vô cái thờ tu đó rồi đó. Nó ý nói là cho quý vị biết là câu Phật hiệu quý vị phải hiểu, để mình sống cho đặc biệt trong mọi hoàn cảnh nghe. Đừng bao giờ so sánh hoàn cảnh mình với gia đình người khác. Hãy nhìn gia đình của mình để mình bồi dưỡng thôi. Đừng có nhìn cao xa. Mình là người phụ nữ mà nhìn cao xa là thường mình ưa hư hỏng lắm. Tại vì người phụ nữ mà thường nhìn cao xa là thường ưa chạy theo vật chất. Mà người phụ nữ mà ham vật chất thì dễ bỏ chồng, hoặc là gian díu tầm bậy tầm bạ lắm. Hãy biết đủ mà để sống đàng hoàng. Đúng không? À. Còn mình đã có chồng rồi, mình phải chung thủy. Mình có được mà gọi là không có chồng mà mình đi tầm bậy đâu. Cái quả báo đến với mình vẫn là không bao giờ tránh đâu, nghe chưa? Hãy sống cho nó đàng hoàng, đúng với lương tâm mình, thì bản thân mình nó an lạc lắm. Chứ đừng có bao giờ mà chồng đi sớm về muộn, mình kiếm cái thằng nào mình qua lợi mình đi chơi được, hoặc là bạn bè rủ uống cà phê rồi mình đi tầm bậy tầm bạ, có ngày nó gặp nó về nó quýnh
rụng cái răng cho biết. Đó quý vị nghe không, cái điều hướng dẫn để mà thay đổi cái số mệnh gia đình rõ ràng là ngay chỗ nào phải không? Cái mấu chốt là ngay chỗ là sống tu nhân tích đức và sống vui vẻ và luôn luôn nghĩ thiện pháp. Nghĩ thiện pháp, những gì mà hại người lợi mình đừng có làm, những gì mà lợi mình lợi người có thể làm, những gì mà lợi người ta mà không có lợi mình bao nhiêu, nếu hiểu được mà làm thì quá đặc biệt luôn. Nhưng thôi, chúng ta thì lợi mình lợi người đi, lợi mình lợi người đi quý vị, chung đạo đi làm đi. Cái gì mà lợi mình lợi người thì cứ làm đi, để gia đình mình đều chấp nhận hết nghe. Chứ lợi người ta mà không lợi mình, gia đình mình sẽ nói mình ngu. Nói mình học Phật sao mà ngu quá trời ngu, không có chịu, không có chịu nổi mình đâu, hiểu chưa? Còn người ta là không có vợ con gì hết trơn thì người ta làm sao cũng được chứ, thấy không? Đó là tiện bề. Còn mình có một gia đình thì khéo léo mà áp dụng. Chắc chắn trong Phật Pháp có phương pháp giúp cho chúng ta cải tạo được số mệnh đó quý vị. Nếu như mà mình chân thật chịu hành trì thì chắc chắn là số mệnh sẽ thay đổi. Giống như câu chuyện như Đức thường kể cho quý vị nghe, là những câu chuyện người xưa là người ta đã làm thành công từ cái tâm lượng mở rộng ra, mở rộng tâm lượng ra để chuyển đổi số mệnh. Ví dụ như tiên sinh Liễu Phàm là cái đặc biệt nhất, rõ ràng là thay đổi được số mệnh cuộc đời. Số mệnh không có con, nhưng mà tu nhân tích đức có con, có con trai mà hiếu thảo nghe. Mà cái tu nhân tích đức mà có được là nó tốt cho lắm. Rồi cái số mệnh của ông là làm quan nhỏ thôi, vậy mà tu nhân tích đức ông làm quan to, quan lớn, con đường công danh đặc biệt. Rồi thọ mạng của ông ngắn, khoảng 51, 52 tuổi gì đó thì ông chết. Vậy mà ông ăn chay, niệm Phật, phóng sanh, bố thí cúng dường, mà thọ mạng ông tăng thêm 20 năm nữa. Trong Phật Pháp này có thể tu nhân tích đức và thay đổi được số mệnh là chắc chắn 100%. Nếu như mà chân thật làm, mở rộng tâm lượng ra. Thí dụ như giờ đi, mình là một đứa bé nhỏ, mà từ khi còn nhỏ là cha mẹ mình mất hết, mình là trẻ mồ côi, thì bây giờ mình tiếp nhận được giáo dục rồi, mình nghĩ rằng mình là trẻ mồ côi, mình đã buồn khổ. Trong lòng của mình cảm thấy rằng là những trẻ mồ côi mình rất là thương. Nên trong cái cuộc đời của mình, mình sẽ thương yêu những trẻ em mồ côi. Tại vì mình mồ côi, bây giờ mình thương yêu những trẻ em mồ côi, thì bản thân của mình nó sẽ dư giả tình cảm. Còn thí dụ như mình làm cha mẹ mà bây giờ bản thân của mình không có con, vợ chồng không có con, thì bản thân mình thương con người ta, những đứa bé mồ côi như con ruột của mình, thường đến thăm lên thương các trẻ em mồ côi, thì quý vị cũng không thiếu con đâu quý vị à. Chắc chắn quý vị luôn á, đúng không? Rồi mình mất cha mẹ lúc còn nhỏ, mình thương người già, người già neo đơn, người già cả bị bỏ rơi, mình thương những mảnh đời bất hạnh, bản thân mình sẽ không thấy mình bất hạnh. Còn nếu như mà bản thân mình bất hạnh rồi mình mang cái tâm hận thù, thì bản thân mình càng đi lún sâu vào tội lỗi, con người mình nó càng ngày nó càng tệ. Nên các con nhớ là cái gì khổ đau đến với mình không bao giờ mong muốn người khác phải bị khổ đau như mình. Nếu như các con mà có cái tâm vậy đó nghe, thì số mệnh các con thay đổi tốt dữ lắm. Con người thiếu tình cảm,
là do gì mình không biết đem tình cảm chia sẻ cho người ta thôi. Chứ nếu như mà mình thiếu tình cảm mà mình luôn luôn mình dành cái tình cảm cho nhiều người thì làm gì bản thân mình thiếu tình cảm. Thí dụ như giờ mấy nhỏ gái này đi, nhiều bạn cùng trang lứa mình nó lớn lên là nó được mấy thằng trai đeo đuổi thương yêu, còn bản thân mình không ai ngó ngàng chứ. Bây giờ mình nghe đạo rồi mình không có cảm thấy tủi than buồn gì chứ. Thôi mừng cho các bạn nhiều thằng đeo đuổi, còn tôi đi đâu đi mình vậy đó, thui thủi mình vậy đó, mà tôi không có buồn các bạn ơi. Thấy các bạn có bạn trai rồi thôi mừng cho các bạn nghe, tôi không có buồn gì đâu, không có cảm thấy tôi vô duyên gì chứ, kệ không có sao chứ. Ai nói mình vô duyên vô dụng gì kệ đi, không quan tâm đến điều đó. Thì các con tự nhiên là người có duyên, tự nhiên nó có duyên à, đặc biệt lắm. Đó. Nghĩa là phương pháp trong nhà Phật là nó giúp cho mình thay đổi số mệnh 100%. Mình có xấu xí cỡ nào nhưng mà mình đừng có bao giờ buồn số phận thì số mệnh mình sẽ thay đổi. Còn nếu như mình buồn số phận là nó bị chối buộc, số phận nó chối buộc mình làm sao mình hết khổ. Con người khổ đau là đa phần là bị số phận chối buộc quý vị. Chúng ta phải thoát ra khỏi số phận đó là phương pháp trong nhà Phật dạy, giúp cho mình cỡ mở cái số phận bị chối buộc đó ra. Sợi dây chối buộc mình cỡ mở ra được thì bản thân mình nhất định không có khổ. Sau này dù lớn lên đi, có vợ có chồng mà không có con cái gì, nhà vẫn nghèo mà có ba buổi cơm thôi, bản thân mình chấp nhận cái hoàn cảnh đó, mình sống trong hoàn cảnh đó, thì bản thân quý vị đâu có nghèo đâu, quý vị chấp nhận mà làm sao nghèo. Còn cái người giàu thiệt giàu mà họ chưa biết đủ thì họ vẫn là kẻ nghèo, thì họ chưa biết đủ. Nên chắc chắn rằng là phương pháp trong nhà Phật có phương pháp hay giúp chúng ta thay đổi số mệnh, chắc chắn. Tại vì buồn phiền, quý vị phải coi cái nguồn gốc buồn phiền là chỗ nào. Có nhiều người ta, ví dụ như những cái cầu mà không được nè, rồi giờ năm nay học mà cuối năm mà thấy ở lỡ lớp hay là điểm nhỏ gì nè, là buồn nè, thấy không? Rồi bây giờ mình cố gắng học quá chàng luôn mà cái đứa bạn kia nó học hơn mình cũng buồn nữa nè. Rồi nhà người ta mua của cải thấy ham, nhà mình thì đi xe đạp hoài thấy cũng buồn nữa nè. Rồi thấy nhà người ta cắt lên một căn nhà thiệt là to, còn nhà mình á, căn nhà này cứ vậy hoài, không cắt được căn nhà to như nhà người ta, cũng buồn nữa nè. Thấy chồng người ta cao ráo đẹp hơn chồng mình thấy cũng buồn nữa nè. Thấy vợ người ta đẹp hơn vợ mình á, vợ mình sao xấu quá mình cũng buồn nữa nè. Rất là nhiều cái mà mình có, nhưng mà mình do gì bản thân mình không có chấp nhận cái mà mình được quý vị. Rồi mình nhìn cao quá, rồi mình bị những cái thứ chối buộc đó, nó buộc ràng mình mà làm cho mình khổ. Bây giờ mình nghe đạo mình không có buồn nữa là vì sao? Dù như vợ mình không được đẹp như vợ người ta, mà mình nhìn vợ của cái thằng nào mà xấu hơn vợ mình nói vợ mình vậy vẫn còn có đẹp rồi đó. Thấy chưa? Mình có đòi hỏi là phải vợ mình đẹp như hoa hậu vậy đó, thì thôi chịu thua, thôi tiêu, hiểu không? Nên chúng ta phải cảm giác rằng là mình vậy là được rồi. Khi quý vị biết đủ rồi thì quý vị thường vui và thoải mái dữ lắm. Có những người nghe, họ gặp những đức họ nói, thầy, bây giờ con phải suy nghĩ con tính sao để mà con có cách nào để mà con hộ trì tam bảo rồi con giúp đỡ cho thầy tay. Những đức nói giúp đỡ những đức hay nhất là gia đình mình đi đến chùa mà học đạo mà mình đem về áp dụng trong nhà mình mà quý vị hạnh phúc. Đó là giúp những đức lớn nhất rồi đó quý vị. Thấy không? Thật sự mà nói, nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc gì. Nếu đã không có việc gì mà tự tại quá thì khỏe quá. Đừng có tìm thêm việc cho là công đức thù thắng. Nhớ nghe, những cái gì mà quý vị đang bình yên được, quý vị hãy duy trì nó đi. Còn ai mà bận bịu quá thì thôi cố gắng. Tại vì mỗi người duyên khác nhau. Rồi đến chừng nào mà đủ duyên thì tức khắc cuộc đời quý vị không muốn làm cũng không được, vì người ta bắt buộc phải làm. Bắt buộc mình phải làm mà. Tại vì khi duyên nó đến lúc rồi mà bắt buộc phải làm.
Như bản thân Nhân Đức bây giờ mỗi ngày cần phải làm việc là nó phải làm. Nó làm quá trời việc luôn thì nó phải làm. Nhưng mà làm mà vui. Làm mà vui quý vị. Nên mình là người nghe đạo nghe quý vị, lúc có chuyện làm thì không có than van, mà lúc rảnh thì ngồi chơi, niệm Phật đồ lấy rai, đúng không? Chứ đừng có rảnh mà mình thấy sao bữa nay sao rảnh quá. Hồi xưa má Nhân Đức bà còn sống á, bà làm tối ngày quần quật, bà làm suốt vậy đó. Bữa nào mà bà nghỉ một buổi, bà nói sao bữa nay mệt mỏi quá, thì ba Nhân Đức cũng nói dùng cái thứ tào lao, rảnh thì mình nghỉ đại đi, kiếm việc mình làm. Thấy rảnh thì tự nhiên thấy trong người khó chịu. Cái này cũng là cái bệnh đó đấy, bệnh siêng năng. Người ta siêng năng là đủ duyên, người ta làm nhiệt tình, người ta không có bệnh. Còn mình đó là rảnh thì mình nghỉ đi mà cũng đi kiếm việc, đó là bệnh siêng năng, cũng là bệnh rồi quý vị. Siêng năng mà khoan duyên thì cũng là bệnh. Siêng năng đúng nơi đúng chỗ thì là bình thường, không có bệnh. Nên chùa mình nó đông người lắm, không phải là dễ làm cái việc ở trong ngôi Tam Bảo đâu quý vị. Có khi nhào vô nó sanh phiền não, tùm lum chuyện xảy ra, tùm lum chuyện. Nên như Đức nói là nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc nào. Nếu như làm nhiều việc mà không có việc nào để bó buộc mình thì bị cứ tha hồ mà làm đi, không có sao. Bữa nay quý vị ở đây ai chưa có lịch ta đưa tay coi, Nhân Đức tặng tấm lịch nè. Có một số người nghe một chút á, nhớ mấy cô đi phát lịch hả? Quý vị nhớ nghe tấm lịch này có những dòng chữ cũng hay nha quý vị, gần gũi á. Thí dụ như bây giờ nè, cái câu đầu tiên ta cũng nhắc bị niệm Phật này, thấy chưa? Nhớ Phật niệm Phật là an vui nhất. Mỗi sớm mai thức dậy nhớ niệm A-di-đà, tâm bạn thường vui vẻ nhờ niệm A-di-đà. Chúc bạn trong mọi hoàn cảnh phải sống cho thật tốt, niệm Phật cầu sanh cực lạc, xin thường niệm A-di-đà Phật. Nhắc mà niệm Phật đó quý vị. Đó. Nên từ nơi đó Nhận Đức thì khuyên quý vị niệm Phật và hướng dẫn Phật pháp. Thì giờ có hình Nhận Đức giống như lúc nào cũng bên cạnh vị, nhắc quý vị phải sống cho thật là tốt. Chút mấy cô cầm lịch xuống, ai chưa có thì tặng đó. Còn nhà mà có một hai người đâu đó mà họ đi không đi đến đây được thì Nhân Đức cho quý vị nhận thêm đó, để về tặng cho người ta đi. Vì lịch này người ta cũng cúng dường cho Nhân Đức, người ta in cũng số lượng, nên tặng cho quý vị đi kết duyên với những người mà người ta biết Nhân Đức mà chưa đi đến đây được. Rồi bữa nay có cọng chuỗi này nè, chuỗi rất là đẹp, có được 1,000+ cọng chuỗi này. Chú tặng cho người cộng chuỗi nghe. Khi mình đeo cộng chuỗi quý vị cũng hay. Thí dụ như mỗi lần mình chuẩn bị bực bội, mình tức chồng hay giận chồng hay mà mình hỗn ẩu gì, mình nhìn cộng chuỗi nghe. Nhìn cộng chuỗi mình nói phải hạ cái tâm xuống liền. Chuẩn bị nghĩ xấu nghĩ hại ai, tự nhìn công chuỗi cái không được rồi, A-di-đà-phật, nhắc liền nghe. Vậy thì đeo công chuỗi được lợi ích rồi quý vị. Còn mấy bé nhỏ nhỏ đây á thì lựa công chuỗi trắng trắng á, công chuỗi trắng đẹp đẹp á, nhỏ nhỏ kia cho mấy bé nhỏ đây nghe, nguyên vàng mấy đứa nhỏ. Còn lớn là toàn bộ công chuỗi này hết, chuỗi này được nè. Đó rồi, tặng chuỗi thì mấy một số mấy cô mình, còn tặng lịch thì nhóm cô Thanh. Rồi để bố trí một chút nghe. Rồi bây giờ bữa nay sinh nhật nè, 38 người lên đây nghe. Rồi giờ chúng ta thành tâm niệm Phật quý vị ơi, niệm Phật một chút đi nghe. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Nam mô 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 A Di Đà Phật. Ngay ngày sinh nhật của các cháu được niệm Phật nè, nghe giáo dục nè, không có đòi quà của cha mẹ nè. Các con niệm Phật hồi hướng cho cha mẹ mình, cầu cho cha mẹ mình bình an. Còn nếu ai mà cha mẹ mất thì cầu siêu cho cha mẹ của mình. Cái công đức niệm Phật này lớn lắm nha. Bây giờ chúng ta hồi hướng nè quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. Mỗi tuần thứ bảy chùa chúng ta có lớp đạo làm con nha. Các cháu về cũng rất là đông, với cha mẹ các cháu về đông lắm. Nên được gieo cái duyên này rất là đặc biệt quý vị. Các cháu về được biết niệm Phật nè, được nghe giáo dục nghe. Rồi nhờ cái phước báo này mà chúng ta giúp cho các cháu nó chuyển hóa được những cái mà khi mà mình dạy mà không nghe. Ví dụ như có nhiều đứa con cha mẹ nói không nghe, nhưng mà về chùa nhờ các cháu được nghe giáo dục mà tự nhiên các cháu biết hiếu với cha mẹ các cháu. Đó là chuyển nghiệp rất là hay. Nên công đức này rất là lớn. Chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng trên là Hòa Thượng Viện Chủ. Nhờ Ngài xây chùa mà chúng ta được về đây tu tập. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cho ông bà cha mẹ của các cháu, và các cháu luôn luôn sống được bình an, gia đình được hạnh phúc. Và chúng ta nguyện đem công đức này hồi hướng cầu siêu cho cụ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ chặn vong, đồng bào tử nạn, thập nhị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị, và tất cả những người chết oan chết ức trong gia đình của mình đều được thừa hưởng những công đức này mà biết nương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Các con từ khi còn nhỏ được làm lễ phóng sanh, các con nhớ là mình muốn sống, con vật nó cũng muốn sống. Nên các con đập ruồi, đập mũi, đập kiến, đập gián, giết con vật đó nghe, là nó đau, bản thân mình có tội đó. Mình giết nó mình sẽ có tội nghe, mà mình sẽ bị bệnh hoạn và chết yểu nghe không các con. Nên từ nơi đó bây giờ mình biết phóng sanh rồi, ruồi mũi kiến gián mình không có đập nó, không có quýnh nó nghe. Bây giờ chúng ta đọc tam quy y xong mình thả chim nè. Quy y Phật không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y tăng không đọa bàn sanh,
quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ vàng sanh, quy y Phật không độ địa ngục, quy y Pháp không độ ngạ quỷ, quy y Tăng không độ vàng sanh. À, chúng ta đồng niệm Phật, vỗ tay thả chim này các con. A Di Đà Phật, 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 Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. À, chúc ông bà cha mẹ các cháu và các cháu luôn luôn được an lạc vui vẻ nha. A Di Đà Phật.